Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Và tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ gửi đến cho quý vị chị các bạn một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của mình. Anh chị em nào quan tâm đến cái dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng qua hai số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, thì hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2017 bản tiêu chuẩn các bác nhé. Cái này thì được trang bị động cơ là 1.25, một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hà Nội, không taxi, không dịch vụ và không lỗi các bạn nhé. Biển 30E98453. Và anh em nào mà khu vực Hà Nội hay Sài Gòn thì mua chiếc xe này về chạy thì không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố các bạn nhé. Vâng, chỉ có 200 bên em đang bán chiếc xe này là 245 triệu đồng thôi. 245 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nhiên liệu như này, đời cao 2017 các bác nhé. Em thấy này, cụm đèn hậu của chiếc file, chiếc xe thì còn sáng bóng đều nhau, một chiếc xe còn nguyên bản luôn. Và với chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng từ 50 cho đến 70%. Quý vị chị các bạn chỉ cần bỏ ra tầm 120 triệu thôi là các bạn đã có thể là mang chiếc xe này về rồi, để đi rồi các bạn nhé. Vâng, chiếc xe được sơn xi màu trắng rất là đẹp và xe không có một lỗi gì. Xe được trang bị 4 bánh na răng đúc. Đấy, chiếc xe này thì na răng đúc lưng lên các bạn nhé. Từ cái ba bô lê cua lốp của chiếc xe thì vẫn còn nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu gì. Vâng. Tay nắm mở cửa thì được ốp inox mạ chrome. Vâng, Morning này thì là một trong những dòng xe rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu. 1.25 thì đang tầm khoảng 6 lít trên 100 km các bạn nhé. Với giá tiền thì khá rẻ, chỉ có 245 triệu đồng thôi. 245 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Morning như thế này, đời cao chót vót 2017. Quá ok cho mọi người. Xe không khoan đục, không taxi. Đấy. Đăng kiểm chiếc xe thì ở đến 19 tháng 10 năm 2020, thì hôm nay là 20 tháng 10 rồi, thì sau cái video này em sẽ đi đăng kiểm lại cho quý vị chị các bạn luôn. Giờ chúng ta sẽ đi vào trong xe và kiểm tra một số những cái thiết bị cũng như là chất lượng. Xe thì trang bị một bộ áo ghế bằng da nguyên bản theo xe các bạn nhé. Bộ áo ghế này là bộ áo ghế bằng da nguyên bản theo xe. Đấy. Chân nỉ của nó thì nguyên bản hết các bạn này. Xe thì chưa có đầu đà, chưa có màn hình, chỉ có một chiếc đầu đài nguyên bản thôi. Thì anh em nào mà mua thì mình sẽ lắp cho các bạn một cái màn hình DVD và cam lùi. Tất cả những con ốc bản lề và ốc cánh cửa chiếc xe thì còn zin hết toàn tập. Vâng, các bạn nhìn thấy đấy ạ. Hệ thống tắp ly của chiếc xe khá ok cho mọi người. Keo chỉ thì zin hết toàn tập, không lỗi. Đấy, keo chỉ zin hết các bạn nhé. Đấy, quay rất kỹ cho quý vị chị các bạn xem. Với chiếc xe này chỉ 120 triệu thôi là các bạn có thể mang xe về. Còn đâu nếu các bạn trả tiền ngay thì là 245 triệu đồng. Thì Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người và hỗ trợ vận chuyển thôi các bạn ạ. Gầm bệ chiếc xe thì không có vấn đề gì bùng bỏ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Nếu chị em nào mà đang cần tìm một chiếc xe mà nó chỉ có hơn 200 triệu đời cao như dòng Morning này thì hoặc là có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng thì anh em có thể là đến xem xe, trải nghiệm và chạy thử chiếc xe. Đấy. Keo chỉ zin hết toàn tập luôn. Còn đây là phần khoang cốp của chiếc xe này. Tất cả từ những cái con ốc cánh cửa, ốc cabo trước, cabo sau chưa có động chạm gì, cờ lê mỏ lết các bác nhé. Chưa tháo ra, sơn tỉa lại. Sơn thì nói chung là 2017 đến giờ thì qua thời gian sử dụng thì nó chỉ sơn lại những cái gọi là cái bản ba bô lê hay là cản trước cản sau một chút thôi. Kích trước và lũ dự phòng của chiếc xe đầy đủ theo xe. Đây là số khung, số máy, số khung thì cầm xe. Một chiếc Kia Morning còn khá là đẹp và cứng xe. Chiếc xe gia đình không khoan đục. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Đó, anh em nhìn thấy tất cả còn nguyên zin hết theo nhà máy sản xuất luôn nhé.
chia có tháo động đến cờ lê mỏ lết gì các bác này. Còn đây là phần cánh lái của chiếc xe. Đấy, tất cả những cái đường chỉ của nó các bạn nhìn thấy nét căng như soli luôn, không có mục mọt. Đấy, tất cả chỉ rất đều. Đây là bảng tổng điều khiển gương kính chỉnh điện các bác nhé. Tất cả những cái đinh bấm dàn dặt của chiếc xe các bạn nhìn thấy đấy, không chê vào đâu được. Xe được trang bị bô lăng hai chấu và tất cả đều rất là ok. Hệ thống táp lô của chiếc xe khá sạch sẽ và đẹp đẽ luôn bạn nhé. Điều hòa cơ, làm ta đè máy lên cho các bạn. Máy lổ rất êm, máy 1.25, điều hòa rất mát. Đấy, hệ thống còi, kính lái auto. Đấy, mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường các bác này. Âm thanh gần mưa sau các bác nhé. Và thân chiếc xe là tất cả đều nguyên bản hết các bác ạ. Hệ thống đèn còi xinh nhan đầy đủ luôn. Xe mới chạy được có 7 vạn này các bác này. 7 vạn, một chiếc xe khá đẹp. Gương kính chỉnh điện cơ nhé. Rất là ok cho mọi người. Bây giờ ta sẽ xuống mở cái phần khoang máy ra để kiểm tra về chất lượng máy móc của chiếc xe này xem nó ra làm sao các bạn nhé. Đây là hệ thống đèn đóm của chiếc xe có sáng bóng này. Đấy, đèn gầm, đèn pha, đèn sương mù đầy đủ hết các bác nhé. Máy của chiếc xe thì cam kết cho mọi người là máy còn nguyên nhất luôn. Đây, em nhìn thấy cái phần lắp capo chiếc xe này chưa có động đến cờ lê mỏ lết. Tất cả đường chỉ của chiếc xe còn rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy phần khoang máy chiếc xe này là từ những cái gioăng nắp bạc giàn quà, những cái đốc này còn chưa động đến, chưa nói gì đến phần máy các bác nhé. Máy số zin nhất đẹp em luôn. Là thì rất là đẹp, máy rất là ok luôn. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về cái chiếc xe Kia Morning sản xuất 2017 phiên bản số sàn, bản máy 1.25, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Vậy chị em và các bạn nào quan tâm về cái dòng xe này hãy liên hệ cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại 081 666 2386 các bạn nhé. Vâng, không, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo.